xin chào các bạn. Hôm nay là lễ ở Thanh Chí Binh các bạn. Mình có đi chợ mua thịt bò về ha. Cái này là mình mua là rib eye nha. Mình mua thịt bò về mình làm món thịt bò nướng nha các bạn. Chấm cuốn bánh tráng, chấm nước mắm nem nha. Này các bạn thấy không? Quá đã các bạn. Cái này mình ăn nướng luôn cũng được mà mỡ để mỡ nhiều. Các bạn cái này mình đang lóc mỡ nha, cái phần cứng vô ổ mỡ nha bạn. Này. Lóc cái phần cứng nè, còn cái phần mềm thì mình đã dành đến chung với thịt. Đó các bạn thấy không? Đất bằm này là xả với tỏi bằm nhuyễn đã dành một hầm mình nướng với thịt bò rồi. Ok các bạn, thịt bò một cục nãy giờ mình sắc được như là các bạn, giờ mình đã trộn sẵn rồi ha, mình đang ném gia vị rồi ha, giờ mình bỏ quá các bạn nha. Các bạn, thịt bò nướng nha bạn. Cho nó vàng nó phơi. Con dễ chừng nào mà má mày cái tật má mày nó phải đông vui. Mấy cái tiền lắm. No hồi Tết ha, còn đói. Mình biết về thơm của ổn mình đi tối cho bây giờ. Chạy. Nó ăn thịt bò. Bởi vì nó hỏi mày chứ nó trùng nước ngọt như tiệm chồng của anh má mày á. Các bạn chúng nha các bạn, giờ chuẩn bị của bánh tráng nha. Đó để nó xem. Chờ sót được nè. Ô má này, nó má phải đâu đâu đâu, nó xuống. Nói gì đó, rồi xong mở ra luôn.
dưới. Thôi mặn. Mình bỏ ra, nước mắm. Ờ, bà thấy mình gặp mắm mình bỏ cũng được ha. Bỏ luôn một đường cũng được, vậy đi, ở cái mắm nhiều quá. Cái này chín nè. Mình thả ngồi ăn nè. Chín nè. Dạ rồi, dỡ đi. Cái gian nó sợ quá. Không có gian đâu. Tỉnh sợ. Vô chị vô nó. Em vô. Ôi lên. Bên trẻ nè. Bên trẻ nè. Gì hiểu gì. Cái chuối hả. Một hoài đó. Con thở nó. Nè. Nó giật bò các bạn. Không có thấy rồi sẵn. Không phải nói gì. Vậy nhớ lên bạn. Không ngon ha. Hả? Thịt bò này ngon. Nó thiệt chứ má. Do là bò này ngon nhất hơn. Bò có bún ngon tung. Ăn đi anh. Nó nít quá rồi. Nó đâu có xuống cái tận chi. Và hai đứa nó tiền biết nó chạy. Kìa. Cái chân bên kia đừng cho nó nhặt. Mommy cut it for you. Cut this. Ăn đừng lạnh quá. Cái có thể. Mày đi ngủ gì? Chào hôm đó. Dạ. Nó kháng thịt bò lắm. Ra thì ngon không? Ừ. Ngon quá luôn. Ừ, ngon quá không? Cái tâm hồn của mình trong 11 nhà ưu tới 11 tới giờ luôn không có ăn cái kênh mình không mới. Tôi nói là sao? Kênh mới là cái chỗ khoái thịt bò lắm. Cái chỗ lá thịt
Bánh mì nó đã giặt tiền tối tối nè. Nó tối như tối đó. Kia chứ mà tôi gọi tối xong. Để được gọi nó nghe nó tối nó sợ nó ăn chả. Có mì gió nó sợ gì. Bạn nhớ các bạn tao được bọn núi là mua gift này nha. Gift này là một quà anh làm bò ghét lắm mày. Này nó bán pha nhiều một hộp tao 69 rồi hả. Chợ hai đóng cửa là gì? Hả? Đó, đó. Cửa rồi. Đó. Không phải đi. Bởi mưa gió đó. Lớn rồi. Xử bây giờ nha. Henry, mày chờ xử bây giờ nha. Bắt thử lên con mồi. Rồi, đánh thử với nó. Đó là thấy không? Trời biết nó rồi dễ vậy. Nó dạ đậu nó mày. Gì vậy trời?